Dân ở Ấn Độ thì đây là tờ 20 rupee. 20 rupee này thì đối với tiền Việt thì nó có giá trị là khoảng 5.800, là khoảng 6.000 đồng. 6.000 đồng này họ sinh sống cho đủ cả gia đình trong một ngày. Vì sao lại sinh sống đủ trong một ngày? Thì và một cái đống phân bò như thế này á thì họ sau này họ sẽ làm một cái vách nhà, hoặc là họ sẽ làm một cái nguyên liệu là chất đốt. Ở đây có một loại cà phê mà sử dụng trực tiếp từ chất đốt của phân bò như thế này. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Nếu như mà không nói thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ nghĩ rằng là Bùi Hồ vẫn đang ở châu Phi, một cái quốc gia nào đó ở châu Phi. Tuy nhiên ngày hôm nay á, thì Bùi Hồ đang có mặt tại đất nước Ấn Độ, và nơi của Bùi Hồ đang đứng là một cái thị trấn nhỏ có tên là Vasani. Đây là một thị trấn rất là nghèo cô bác quý anh chị. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là những thanh niên, họ có một cuộc sống rất là thảnh thơi. Họ ăn xong rồi ngắm trời, ngắm mây, ngắm đất, và để hiểu thêm về cuộc sống của người dân ngay tại thị trấn nhỏ nơi mà Đức Phật Thích Ca đã từng thành lập một cái tăng ni ngay tại khu vực này. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Ở đây thì cuộc sống thu nhập của người dân ngay tại thị trấn Vasani này thì cực kỳ thấp. Họ buôn bán những cái khu tạp hóa nhỏ lẻ như thế này, và đa phần những người bán là những thanh niên, phụ nữ thì ít có bán lắm. Đây là một cái nơi họ bán một cái lá trầu, một cái món ăn rất là thích ngay tại Ấn Độ, và họ đóng thành những cái gói nhỏ cô bác quý anh chị. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị vô đây ha. Và một thị trấn nhỏ vào một buổi chiều tà như thế này, có những cái ánh sáng màu vàng nó gọi xuống cho mình một cái cảm giác bình yên. Và nếu như mà qua cái khung cảnh này á, thì các bạn sẽ nghĩ rằng đây là một cái khu vực biên giới nào đó ngay tại tỉnh biên của tỉnh An Giang, vì ở đằng xa kia có một cái cây thốt nốt kìa. Còn đây là những cái ngôi nhà đang được xây dang dở. Đối với người Ấn Độ thì họ không có cần xây dựng gấp rút một cái công trình nào cả. Họ ăn rồi họ làm một cách rất là thảnh thơi và từ từ luôn. Cô bác của anh chị, đây là một người phụ nữ theo đạo Hindu, Bà La Môn ngay tại thị trấn Vasani. Đây là một cái khung cảnh vào buổi chiều nè. Đây mà là một cái khu làng rất là nhỏ, và cái mùi mà mình nghe rõ nhất đó là cái mùi của phân bò. Ở Ấn Độ thì họ rất là tôn trọng con bò. Họ xem con bò là một con linh vật rất là linh thiêng. Ở đây là những cái ngôi nhà nhỏ nhỏ ha. Nó chẳng khác nào là một cái nơi mà Bùi Hồ đã từng đi qua cách đây hơn hơn nửa năm, ở khu vực châu Phi, đất nước Ethiopia. Quá hình vậy không? Nhìn cái cảnh này nó buồn ghê thiệt luôn á. Đa số người dân ở khu vực này họ đều theo đạo Hồi à. Họ theo đạo Hindu, xin lỗi cô bác quý anh chị, theo đạo, hơn 90% là người dân theo đạo Hindu. Và đây là con bò nó đang ăn cỏ nè. Các đứa trẻ ở Ấn Độ vẫn đang ngồi học bài. Lâu lâu thì Bùi Hồ lại quên cái từ Ấn Độ với từ Indo. Đây có một lần Bùi Hồ đi Indo gần đây. Các cặp mắt của các đứa bé nó đẹp lắm, lông mi rất là dày luôn. Và đây là người dân Ấn Độ họ nè, một người phụ nữ họ đang giặt quần áo, cặp hai đường luôn. Ở trên trán họ có một cái chấm màu đỏ. Cái chấm màu đỏ đó thì sẽ là mang cái sự may mắn, và sáng sớm thì họ phải chấm một cái chấm màu đỏ lên cái trán ở giữa như vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là một cái công trình đang xây dựng. Cô bác của anh chị thấy không? Họ xây dựng một cách rất là chậm rãi và từ từ luôn. Và thậm chí là những cái cây sắt mà đưa lên bây giờ nó đã chuyển sang một cái màu sét rồi. Có nghĩa là nó đã bị oxy hóa rồi đó. Đối với họ cuộc sống, đối với người dân ở đây thì không có gì phải vội vàng cả. Thậm chí là những đứa trẻ, bọn chúng là không có đồ mặc luôn. Hello. Anh này anh đang xây dựng một cái công trình. Anh làm một cái nơi, cái giếng, cái nơi mà để gạt nước lên thôi. Nhưng mà thấy anh làm từ từ, không cần bị gì phải dội khi ở Ấn Độ. Đó, một anh làm hello. Một anh làm, anh bên đây thì anh đang chống nạnh cái đó. Thu nhập bình quân của đầu người của Ấn Độ thì cũng khá là thấp hơn cô bác của anh chị. Mặc dù Ấn Độ tỷ phú cũng khá là nhiều và người dân Ấn Độ cũng cực kỳ thông minh. Tuy nhiên về tổng thu nhập bình quân của đầu người chia ở số dân Ấn Độ thì họ thu nhập rất là thấp. Dạ. Và đây là một cái ngôi trường học. Đúng là ngôi trường học. Hello. Hello. Yeah. Right, okay. Okay. Yeah. Đây là một chiếc xe bán đồ, những đồ ăn, có nghĩa là những cái đậu mầm đậu á, mà Bùi Hồ cũng đã có chia sẻ cho cô bác quý anh chị thấy được rồi. Đây là món ăn khá là phổ biến ngay tại Ấn Độ. Cái chiếc dao họ luôn cầm ngược à. Và hành tím là một trong những cái họ gọt trái ớt nè, là một trong những cái món ăn họ rất là ưa thích. Ớt mà họ sắc với một cái tay không như thế mà không cay, cô bác quý anh chị. Sau đó trộn lên. Dạ. Hết lời lực. Sau đó họ sẽ bỏ vào một miếng chanh. À, có vẻ tương đối là hấp dẫn. Chắc có lẽ là chị này đang dọn lại cái một cái máng ăn cho bò. Và phía bên kia là phân bò họ dồn lại bên đó đó cô bác của anh chị. Phân bò họ sau khi mà họ và họ dồn lại thì họ sẽ để ở một cái đống to như thế này. Và một cái đống phân bò như thế này á thì họ sau này họ sẽ làm một cái vách nhà, hoặc là họ sẽ làm một cái nguyên liệu là chất đốt. Ở đây có một loại cà phê mà sử dụng trực tiếp từ chất đốt của phân bò như thế này. Và ở những cái video clip sau á, Bùi Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết một loại cà phê đặc biệt sử dụng chất đốt tươi từ phân bò như thế này. Ở phụ nữ ở Ấn Độ thì họ mặc cái trang phục làm sao á, họ để thể hiện được cái phần bụng của họ, cái vòng bụng càng to thì chứng tỏ là người phụ nữ ở Ấn Độ càng đẹp. Đối với tiêu chí cái đẹp ở Việt Nam á, thì những người phụ nữ mà mảnh mai cao ráo là đẹp. Tuy nhiên đối với những người phụ nữ Ấn Độ thì bụng càng to, người càng lớn thì họ cho rằng đó là một cái đẹp. Vì họ trọng cái việc mà phụ nữ có khả năng phải càng to càng lớn thì có nhiều càng nhiều sức mạnh và họ sinh con một cách nhiều hơn. Và đây là một người phụ nữ điển hình nè. Họ mặc cái áo quấn ở trên trừ phần cái bộ phần bụng ở dưới thôi. À, bao nhiêu đó thì để cho cô bác quý anh chị có thể hiểu thêm về cuộc sống của người dân Ấn Độ. Và
mình sẽ đi qua bên đây một tí xíu nữa ha. Đây là những cái chú dê ngay tại một cái thị trấn Vasani ngay tại Ấn Độ của các anh chị. Gosh. Dạ. Đây là một ngôi nhà của người dân ngay tại đây. Ok. Nhìn cũng khá là đẹp ở trên ấy, ở trên. Dạ. Họ xây dựng cái nhà ngôi nhà của họ. Hình như là Khana. Này là bắp của cô bác anh chị. Chào là. Dạ. Ở trong ngôi nhà này không có thứ gì cả. Chỉ có một cái chiếc giường thôi. Có một cái ông cụ nữa cơ. Bed. Slips. Ok, chiếc giường này để ngủ á. À. Dạ. Yeah. Một cái khung ngôi nhà khá là nhỏ. Và một cái dãy như thế này là họ phải sinh sống nhiều thế hệ á. Khona. Ok, open. Nhiều thế hệ phải sinh sống trong một cái ngôi nhà như thế này. Dạ. Yeah. À. AC. Dạ. Đây là một cái thức ăn hàng ngày của người Ấn Độ. Họ dùng cái này để họ chấm với lại curry. Atra. Dạ. Có nghĩa là cái bánh này nè. Cái bánh này là ông chú nói là cái bánh này nè, ông cán ra, ông mới cán ra, ông để lên đây bột rồi cán ra họ dùng để ăn và chấm chung với là cà ri. Buổi chiều hôm nay chỉ còn có một cái nữa thôi là hết rồi. Bây giờ ở nhà là chỉ còn có nhiêu thôi. Ở ngoài sau đó là cái cây nước tự làm. Dạ. Yeah. Cây nước á. Ờ. Một cái ngôi nhà này chia làm nhiều căn phòng nhỏ và mỗi một căn phòng là một hộ gia đình sinh sống qua nhiều thế hệ á cô bác anh chị. Ôi có đứa bé nó nhìn qua kìa. Ở đây nó giống như một chiều biên giới ngay tại tỉnh biên của An Giang vậy á. Cảnh cảnh nó giống vậy á. Ở trong cái hộ này là có ba người. À, bà nói là có ba đứa bé nhỏ, là hai vợ chồng bà với lại có ba người đưa ba bé nhỏ. À, cuộc sống cũng còn khổ sở quá ha. Lúc nãy vô đây thì em Phong cũng đã có thăm, cũng đã có cho tiền cho gia đình của ông bà cụ này rồi. Ở đây thì không biết làm cái công việc gì để sống luôn á. Hà nhờ đổi tiền nữa đó. Thái Lan kìa. Thái Lan. Bây giờ phải đổi. Cái người Thái qua đây cho họ và họ nói có đổi tiền hay không, 20 bạc Thái á. Bây giờ mình thử đổi đi, thôi nhập giùm em cái điện thoại em đi rồi đổi cho họ ít tiền đi. Tại vì họ cũng, nó thiệt ra là cái đó chỉ là một cái tờ giấy lộn thôi. Đổi sang bạc Thái. Rồi, nhập 20. Đó, nhập 60. 20 bạc Thái là ra được là 50 rupee, 47 rupee là tương. Cho họ xem cái số. Dạ. Yeah. It's money. Okay. Mình sẽ đổi cho bà là ra chỗ nào không thoáng ngồi đi. Ra đi. Chỗ này ấy quá. Đưa đâu cái chân ta. Ok. Là chỉ được có 50 rupee thôi. Giờ mình sẽ đưa cho ông bà 60 rupee luôn. Tại vì bây giờ cái tiền này không có sử dụng được ngay tại chỗ này. Nên bây giờ đổi tiền. Đây. Yeah, thank you. Anh giải thích cho mọi người hiểu là mỗi cái tờ tiền như vậy á là sẽ họ sẽ sử dụng như thế nào. Đối với người dân ở Ấn Độ thì đây là tờ 20 rupee.
20 ruby này thì đối với tiền Việt thì nó có giá trị là khoảng 5.800, là khoảng 6.000 đồng. 6.000 đồng này họ sinh sống cho đủ cả gia đình trong một ngày. Vì sao lại sinh sống đủ trong một ngày? Thì 10 ruby á thì họ sẽ mua bột, một ít bột để họ làm cái bánh mà lúc nãy á, mà Bùi Hồ cầm cái bánh tròn tròn đó. Cái bánh đó tên là agi. Đó, rồi sau đó họ mua một ít cà ri nữa. Rồi sau đó rau củ gì đó, chẳng hạn như hành tím nè, hoặc là dưa leo nè, họ sẽ tận dụng những cái thứ mà có sẵn ở trong nhà, họ sẽ làm món ăn trong một ngày. Thì đối với họ là 3 tờ ruby, 3 tờ 60 ruby này á thì họ sẽ sử dụng sinh sống đầy đủ cho cả gia đình trong 3 ngày. À, cô bác anh chị thấy không? Một cái tờ chỉ 6.000 đồng tiền Việt Nam thôi ha. Mà đối với người dân Ấn Độ ngay tại thị trấn này á, thì thị trấn này nó riêng, và người dân Ấn Độ nói chung, những người mà có thu nhập thấp á, họ sử dụng cho cả một gia đình luôn. Namaste. Namaste. Namaste là tiếng Ấn Độ có nghĩa là xin chào á. Các đứa bé này nó cũng tội nghiệp kìa. Mình sẽ cho hai đứa bé này mỗi đứa 20 ruby đó ha. Đây con. Biết chưa? Rồi. Ông bà cụ thì lúc nãy Phong cũng đã gửi cái phần quà cho ông bà cụ rồi. Thì thôi chắc có lẽ là mình sẽ đi ra, mình đi ra phía trước à. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ok, vào chụp nhau một tấm hình kỷ niệm đi nào. Đây. À, chắp tay vô. Ok. Dạ. Và ba. Ok, 1 2 3 4 5. Ok. Và một cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật cũng là lời chào kết thúc cái đoạn clip này nha cô bác quý anh chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, tạm biệt cô bác quý anh chị. Cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này ha.